Ok, đủ rồi chú ạ. Thế cháu chốt luôn con này đi. Các cháu bây giờ kiếm tiền giỏi thật anh em ạ. Được của nó đấy. Nhiều anh em thắc mắc là PC Mobile địa chỉ ở đâu thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người biết. PC Mobile nằm ở 54 ngõ 66B Triều Khúc, Hà Nội nhá. Bây giờ mọi người cùng theo mình lên cửa hàng. Hôm nay có một vị khách vô cùng đặc biệt. Cho anh xin cài cái mic vào đây để anh em mình nói chuyện cho nó rõ nhé. Thì hôm nay em Giai là qua đây là muốn mua máy gì nhỉ? Em muốn lên đời XS ạ. XS á? Tài chính em có khoảng tầm bao nhiêu? Em có 3 triệu. 3 triệu? 3 triệu thì mua XS nó hơi khó ấy. Thế em có con 8 lút này anh xem thu được bao nhiêu? Con này anh kiểm tra thì anh thấy nó bị đốm cam này, với cả màn nó bị hỏng ấy. Cái màn thì quan trọng là đi luôn rồi thì là anh chắc thu được cái cụm thôi. Con này anh thu được tầm triệu em ạ. Mời em Giai muốn xem màu gì nhỉ? Cho em xem màu vàng đi em. Màu vàng á? Màu vàng với anh giá 4 triệu 6 đấy. Ô, anh làm ăn kiểu gì đấy? Nên anh báo giá 4 triệu 2 rồi lại 4 triệu 6. Anh báo giá vớ vẩn hả? Em từ từ bình tĩnh để em giải thích đã nhá. 4 triệu 2 là đối với bản màu đen em ạ. Còn màu vàng là 4 triệu 6 em nhá. Đây em kiểm tra máy đi. À, nay em hiểu nhầm. Tại vì iPhone là nó tranh theo màu ấy. Mời em Giai sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em 2011 anh ạ. 2011 á? Vâng. Thế thì khả năng phải có anh bằng chú chứ anh hơn gần một giáp ấy. Đéo tin. Thế chú ơi, chốt cháu luôn con này đi. Ok luôn. Con này 3 triệu, con này 4 triệu thì làm sao mà đủ được. Thế chú chờ đó một tí. Làm gì đấy mà xoay điện thoại. Cháu gọi vốn. Ok, đủ rồi chú ạ. Thế cháu chốt luôn con này đi. Các cháu bây giờ kiếm tiền giỏi thật anh em ạ. Thật là vãi chưởng. Vẫn còn hơn 800 tai nghe iPod để tặng mọi người nhá. Đến nhanh kiểu hết. Ok, chú gửi cháu, chú phụ kiện nhá. Cảm ơn nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video nhá.